chiếc quân cơ mang số hiệu C-40C đưa bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đã hạ cánh xuống sân bay Sungshan, Đài Bắc. Bà Nancy trong bộ trang phục màu hồng tươi cười bước xuống máy bay. Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiêu Nhiếp đã đại diện ra sân bay đón phái đoàn Mỹ. Ngoài ra, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Sandra Auker cũng có mặt tại buổi tiếp đón. Sáng ngày 3 tháng 8, bà Nancy Pelosi đã đến Quốc hội Đài Loan gặp gỡ ủy viên của các chính đảng, Viện trưởng Viện lập pháp Du Tích Khôn do bị nhiễm COVID-19. Sau khi xét nghiệm vẫn chưa có kết quả âm tính, nên Phó Viện trưởng Thái Kỳ Sương thay mặt tiếp đón phái đoàn. Sau khi rời khỏi Viện lập pháp, bà Nancy Pelosi đã đến phủ Tổng thống gặp gỡ Tổng thống Thái Anh Văn. Trong bài diễn văn, bà cho biết Đài Loan là một hòn đảo tự do, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không từ bỏ cam kết với Đài Loan. Even in terms of the challenges you face. And now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial. And that is the message we are bringing here today. Tổng thống Thái Anh Văn trao huân chương Khanh Vân đặc biệt cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi để biểu dương và bày tỏ sự ủng hộ bền vững lâu dài của bà dành cho Đài Loan. Tổng thống cho biết rất kính phục bà Pelosi từ bấy lâu nay luôn bảo vệ nền tự do dân chủ và giá trị nhân quyền, đồng thời thể hiện hành động ủng hộ Đài Loan trong thời khắc then chốt. 再次感谢 Pelosi 议长和各位。 Tổng thống Thái Anh Văn đưa ra ba tuyên bố nhấn mạnh Đài Loan sẽ không rút lui sau buổi gặp mặt hai bên cùng tổ chức buổi họp báo quốc tế. Chiều cùng ngày, phái đoàn của bà Nancy Pelosi cũng đã đến thăm khu vườn triển lãm nhân quyền Chiển Mì, đã gặp gỡ một vài lãnh tụ nhân quyền, sau đó sẽ đáp chuyên cơ rời khỏi Đài Loan, kết thúc chuyến thăm Đài Loan chưa đầy một ngày. Ngay sau khi bà Nancy Pelosi vừa đặt chân đến Đài Loan, quân đội Trung Quốc lập tức tuyên bố kể từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại 6 khu vực biển xung quanh đảo Đài Loan, còn công bố một đoạn video cho thấy vào tối ngày 2 tháng 8, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ quân đội Trung Quốc đã liên tục triển khai loạt hoạt động quân sự liên hợp xung quanh đảo Đài Loan. Chuyên gia chính trị cho biết so với phạm vi bắn đạn thật mà quân đội Trung Quốc lên kế hoạch trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996 và phạm vi diễn tập bắn đạn thật trong ngày 4 tháng 8 tại 6 khu vực gần Đài Loan, khu vực ngoài khơi Cao Hùng có mở rộng diện tích đáng kể. Về tổng thể cũng đã hình thành một thế trận bao vây Đài Loan từ 4 phía. 72小时的这种准封锁演练 Chuyên gia phân tích thêm rằng mục đích chủ yếu là họ muốn khiêu khích, thể hiện khả năng gần như phong tỏa. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cũng nhấn mạnh chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi hoàn toàn không xâm phạm đến chủ quyền Trung Quốc hoặc gây mâu thuẫn đến chính sách một nước Trung Quốc từ trước đến nay của Mỹ. Vì thế, Bắc Kinh không có bất cứ một lý do nào để gây ra nguy cơ hoặc các rắc rối. Trước sự đe dọa của Trung Quốc, kể từ tối ngày 2 tháng 8, máy bay quân sự của các căn cứ không quân Gia Nghĩa, Đài Nam liên tục cất cánh và hạ cánh. Ngoài ra, do Trung Quốc mở rộng phạm vi khu vực bán đạn thật tại vùng biển phía Nam, chỉ cách Cao Hùng khoảng 20 cây số, các tàu của căn cứ hải quân Trồ Diễn cũng ra khơi để theo dõi và tuần tra. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi là một quan chức cấp cao của Mỹ, chỉ đứng sau Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Ngay từ khi mới bước chân vào con đường chính trị, bà luôn là nhân vật bị chính phủ Trung Quốc chỉ trích gay gắt. Kể từ năm 1987, bà trở thành nghị sĩ Hạ viện Mỹ. Hai năm sau khi xảy ra sự kiện Thiên An Môn, bà đã từng đến quảng trường Thiên An Môn dâng biểu ngữ, bày tỏ sự quan tâm đến những nạn nhân và đã bị công an Trung Quốc đuổi ra khỏi quảng trường. Vào năm 2019, Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Hồng Kông, anh Hoàng Chi Phong và một vài người khác đã đến Quốc hội Mỹ để tham gia phiên điều trần về đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Lúc bấy giờ, bà Pelosi bày tỏ sự ủng hộ hết mình, còn mời người dân Hồng Kông cùng tham dự buổi họp báo. Ngoài ra, bà cũng quan ngại đến tình hình nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng, đã dẫn dắt Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Vào tháng 6 năm nay, bà còn tham dự Đại hội Nghị sĩ Thế giới về Tây Tạng, bày tỏ ý ủng hộ người dân Tây Tạng.
Chuyến công du châu Á lần này của bà dự kiến sẽ sang thăm Đài Loan. Điều này cũng cho thấy bà luôn giữ vững niềm tin và sự nghiệp chính trị hơn 30 năm qua.